Tốt ạ. Dạ. Rất vinh dự lại được lần nữa là thầy Hiếu mời tham dự Telehealth, và cũng rất hay là có nghe qua bài của tiến sĩ Thái và thấy có rất nhiều thông tin rất thú vị. Thì hôm nay thì phải nói là thầy Hiếu có một cái cách làm việc rất đặc biệt, cứ sáng ra gọi điện thì chiều phải có bài để báo cáo, nên thành ra là tôi chuẩn bị cũng hơi căng thẳng. Thế thì tôi xin trình bày cái bài của tôi. Thì cái bài nó nói là vaccine chống COVID-19, nói chung là như vậy. Mọi người có xem được không ạ? Xin xem màn hình. Xin giới thiệu, trong lúc thầy Share màn Thịnh hình. xem màn hình thì xin giới thiệu thầy Thịnh là giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở trong thành phố Hồ Chí Minh, là chuyên gia về hồi sức cấp cứu và phụ trách khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Thủ Đức. Có hình ảnh rồi, mời thầy Thịnh và tiếp tục ạ. Dạ vâng, em xin sửa một chút là hiện tại em có tham gia với khoa hồi sức tim mạch của bệnh viện quận Thủ Đức chứ không phải là Tích hồi cực sức cấp hồi cứu sức nói tim chung. mạch ông lại chiếm trong cả lĩnh vực của Dạ. tôi à? Thì trước khi đi vào vaccine thì chúng ta xem qua tình hình thế giới một chút, thì chúng ta thấy là cứ tình hình của thế giới là rất căng thẳng rồi. Hơn 150 triệu người chết, 150 triệu người mắc và 3 triệu người chết. Đúng không ạ? Và các cái đỉnh dịch thì cứ cái sau cao hơn cái trước, và đây là tính số ca mắc hàng ngày đấy chứ không phải là tính tính tổng tổng tích lũy các ca. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là cái tình hình dịch rõ ràng đối với thế giới là vô cùng căng thẳng, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta biết Ấn Độ, chúng ta biết Thái Lan, chúng ta biết Campuchia, chúng ta biết Lào, và chúng ta đang rất lo lắng là dịch nó sẽ lan tới Việt Nam. Và theo tôi thì cái vấn đề lan tới Việt Nam nó chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù các cái hệ thống của chúng ta đang làm việc rất tích cực, các chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm đi tuần để mà chặn xâm nhập trái phép. Thế nhưng mà tôi nghĩ là với cái sức ép này thì trước sau rồi nó cũng sẽ xảy ra thôi, cho nên chúng ta cứ bình tĩnh đón nó. Thế tuy nhiên trong một cái khung cảnh kinh khủng như vậy thì sẽ vẫn có những cái điểm sáng tuyệt vời. Và đây các điểm sáng này liên quan đến vấn đề tiêm vaccine. Thì chúng ta nhìn đây là các cái bảng tiêm vaccine. Chúng ta thấy đứng đầu là Israel, sau đó là Anh, Mỹ, Đức, xuống dưới chúng ta nhìn thấy Ấn Độ. Ấn Độ cao hơn mức chung của toàn thế giới một chút, cao gấp đôi cái nhóm châu Á, và cuối cùng của chúng ta mức 0,03 0,33% là Việt Nam. Thì chúng ta nhìn thấy một cái bối cảnh chung về việc tiêm vaccine. Vì với tôi thì vaccine là một cái biện pháp cơ bản nhất để giúp chúng ta ra khỏi dịch và phục hồi lại cái tình trạng gọi là Hiếu đang bình thường đang ở cũ. trên này. Bình thường cũ chứ không phải bình thường mới. Thế thì chúng ta nhìn vào Israel, thông tin về Israel thì chúng ta thấy là ngày 29 tháng 4 người ta tiêm được 62.000 62,31%. Và chúng ta thấy là gì? Người ta tiêm xong được tới nay là được 62,31%. Tức là tổng dân số là một mũi đấy nhá, một mũi là chiếm 62,31% tính cả trẻ con luôn. Bởi vì Israel bắt đầu tiêm xuống Pfizer xuống đến 16 tuổi. Thì người ta bỏ lockdown, người ta bỏ và cho phép quay lại hoạt động hoàn toàn bình thường là từ ngày 7 tháng 3, tức là các anh ra đường không cần đeo khẩu trang, cho phép tụ tập trên 20 người ở bên ngoài, ăn uống mở các cái quán ở bên ngoài, và cái quan trọng nhất là chấp nhận đón tiếp 3.000 người đến Israel. Trước đó họ chỉ có 200 người một tuần, thì bây giờ họ tăng lên 3.000 người một ngày cho phép đến. Và thậm chí Israel đang còn có một cái động tác mà phải nói là rất là tư duy của người Do Thái, đó là ai đến mà muốn tiêm vaccine thì tôi bán luôn, tôi tiêm luôn cho anh, bắt buộc nếu anh phải đến tôi thì còn phải có vaccine tiêm rồi, nhưng mà đến thì nếu không chúng ta sẽ Israel người ta sẽ tiêm tiêm luôn cho, mà thưa anh chị là tiêm Pfizer đấy. Chúng ta biết là Israel như vậy đúng không ạ? Tỷ lệ tử vong cũng giảm, tỷ lệ tử vong chết theo ngày cũng giảm, các cái số ca chết theo ngày cũng giảm đúng không ạ? Và đây là hình ảnh của Israel hiện tại được chụp vào ngày 19 tháng 4 tại bãi biển, ăn chơi nhảy múa thoải mái và không còn có khái niệm nào mà chúng ta cảm giác đó là dịch nữa, không một cái khẩu trang nào và khoảng cách rất là gần đúng không ạ? Thế thì chúng ta quay sang một chút, mà lúc nãy có một câu hỏi về Ấn Độ cũng rất hay. Thế nhưng mà chúng ta quay sang một chút thì tôi đề nghị là xem là mỗi mũi một, chẳng hạn như Anh góc trên bên trái chúng ta đang có ở đây, gần 50% dân số Anh đã được tiêm một mũi AstraZeneca và Pfizer hoặc Moderna, nhưng mà chủ yếu là AstraZeneca. Chúng ta thấy số ca của họ cũng giảm xuống một cách đều đặn, hoàn toàn giảm xuống một cách đều đặn và không hề có outbreak.
Ngược lại, chúng ta nên nhớ tại thời điểm hiện tại, nhìn sang Đức, chúng ta thấy là gì? Cũng thời gian này, Đức có số ca tăng lên. Nhưng châu Âu tình hình đang rất khủng hoảng, thì nước Anh vẫn tương đối yên bình. Nước Anh tương đối yên bình. Nói nước Anh đã đạt được herd immunity chưa, tức là miễn dịch cộng đồng chưa, thì chưa ai dám nói bởi vì cái tỷ lệ còn quá thấp. Nhưng mà người ta vẫn phải thực hành các cái gọi là giữ khoảng cách, nói nôm na ở Việt Nam là 5K đấy. Nhưng ở Đức thì cho dù làm 5K thì số ca cũng bắt đầu tăng lên. Và chúng ta nhìn thấy là giữa mũi 1 của Đức và mũi 1 của Anh là gần như gấp đôi ở Anh. Đúng không ạ? Tương tự chúng ta cũng nhìn thấy gì ạ? Mũi 1 của Mỹ. Cho nên chúng ta thấy là người Mỹ thì người ta tự do hơn một chút, cho nên nó cũng trèo lên một chút thôi, nhưng mà nói chung nó tương đối, nó cũng có xu hướng giảm rất nhiều. Tính cả hai cái đỉnh này thì nó cũng giảm hơn. Và lúc nãy có một câu hỏi về Ấn Độ thì tôi nói luôn, hiện tại mặc dù Ấn Độ được tiêm rất nhiều, hơn 100 triệu liều rồi, tức là tương đương với gì ạ? Tương đương với dân số Việt Nam rồi, nhưng với 1,4 tỷ thì Ấn Độ mới tiêm được có 8,9% dân số. Và điều này chưa đảm bảo một gì cả. Các cái đợt dịch trước của Ấn Độ, cái đợt dịch trước này của Ấn Độ là gì ạ? Là các đợt dịch người ta không tạo ra đủ cái lượng kháng thể, cái lượng miễn dịch cộng đồng, và tiêm mới chỉ có 8,8% dân số, cho nên là việc mà nó xảy ra outbreak lại lần này là hoàn toàn hợp lý. Chưa kể đó là gì? Đó là cái bầu cử, các cái chiến dịch tranh cử tập trung đông người tại Ấn Độ, cũng như là cái lễ hội sông Hoàng vừa diễn ra. Thì cái này đó là hai cái kết hợp rất hoàn hảo để tạo nên một cái outbreak mới tại Ấn Độ. Còn về vấn đề gọi là immunity escape, tức là cái tình trạng mà do biến chủng của virus gây ra đột biến và vaccine không có tác dụng, thì thưa, vaccine cũng chỉ có 8,8% bây giờ, và nếu có tác dụng thì nếu không có tác dụng thì nó cũng chỉ mất đi 8,8%, chứ nó không thể thể hiện được cái con số lớn như hiện tại của Ấn Độ. Cho nên tôi hoàn toàn đồng ý với tiến sĩ Thái là cái vấn đề là chúng ta cần phải thời gian thêm để trả lời câu hỏi là liệu cái immunity escape, tức là cái tránh né cái hệ thống miễn dịch do cái virus mới, biến chủng mới gây ra có ảnh hưởng gì tới Ấn Độ hay không. Theo tôi thì vaccine và nhiều nơi, kể cả WHO cũng vậy, người ta xác định đó là game changer, là người thay đổi cuộc chơi, vì nó chủ động tạo ra được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên nó cần phải có 3 yếu tố như sau. Thứ nhất đó là hiệu quả, thứ hai là phủ độ rộng, đủ rộng, từ khoảng độ 65 đến 75% quần thể, và phải an toàn. Thế thì trước khi đi vào vaccine thì chúng ta quay lại con virus một chút để ta thấy. Cái hình bên trái chúng ta là một cái mô hình của con, mô phỏng con virus SARS-CoV-2. Và cái quan trọng nhất đó là gì? Đó là cái spike protein mà giống như tiến sĩ Thái đã đề cập tới. Thì đây chính là cái mà giúp cho con virus bước đầu gắn vào tế bào và xâm nhập vào bên trong tế bào. Nhưng nó cũng là một cái yếu tố mang tính kháng nguyên rất cao, và cơ thể đều sản xuất ra kháng thể tấn công vào nó. Và khi tấn công vào cái kháng thể này, tấn công vào cái protein S này, tức là cái kháng nguyên này, thì nó sẽ phá hủy và tiêu diệt tế bào virus, và như vậy là chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ nhiễm. Chúng ta thậm chí là có những lúc người ta mong muốn là chúng ta không những là không bị nhiễm bệnh mà chúng ta còn không tiến hành lây truyền, bởi vì các virus bị tiêu diệt hết. Thế thì nguyên tắc của vaccine khi làm là người ta sẽ cố gắng làm mô phỏng giống như cái con virus này. Thì đây có hiện tại có bốn cái kiểu cách làm virus. Đó là sử dụng một con virus người ta gọi là vaccine nguyên bào bất hoạt, có nghĩa là sử dụng một con virus SARS-CoV-2 là gì ạ, là cho làm chết nó đi, bằng cách nào đó làm chết nó đi, nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái cấu trúc này của nó. Và khi chúng ta đưa cái con virus đã bất hoạt này vào trong cơ thể thì cơ thể sẽ tương tác và phản ứng giống hệt như là con virus SARS-CoV-2, nhưng do con này đã bị chết cho nên nó không gây bệnh. Thì đấy là cái nguyên tắc làm rất sơ khai của virus. Cái loại thứ hai nữa là gì? Người ta lấy ngay cái tiểu phần protein ở đây. Người ta gọi là vaccine tiểu phần, là lấy cái protein S này người ta sản xuất ra. Cái này rất khó, bởi vì khi lấy ra khỏi virus, nếu chúng ta làm thì nó mất đi cái cấu trúc bậc 3, bậc 4 của protein, và nó không còn thể hiện được tính kháng nguyên giống như cái protein ban đầu. Và cái virus này cái vaccine này là cái Novavax mà hiện tại chúng ta đang thấy là Mỹ đang làm và đang tiến hành các cái thử nghiệm. Trên này thì đây là điển hình nhất của một cái ví dụ, đó là Sinovac của Trung Quốc.
Cái nhóm thứ ba nữa là người ta lấy một cái đoạn mRNA coding mã hóa cho cái protein S này của virus, giống như lúc nãy tiến sĩ Thái làm, bọc trong một cái vỏ bọc nó gọi là lipid cap. Cái này nó không có tính kháng, cái vỏ bọc lipid cap này thì nó giống như màng tế bào của chúng ta, chứ nó không hề có cái gì gọi là có tính kháng nguyên cả. Sau khi bơm vào thì nó sẽ hòa với màng tế bào chúng ta và đưa cái mRNA này vào trong bọc tương. Và nó tận dụng các cái cơ chế của tế bào để thông qua mRNA để sản xuất ra cái protein S. Và khi protein S ra ngoài tế bào của tế bào người, ra bám lên trên bề mặt của tế bào người, tức là mọc trồi ra ở tế bào mặt của người, thì cơ thể, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ nhận diện protein S đó và khởi động hệ thống miễn dịch để tạo ra kháng thể chống với gì ạ? Chống với protein S đó, đồng thời là làm sao ạ? Sau khi nó tạo ra kháng thể rồi thì nó làm sao ạ? Nó cũng hủy luôn cái tế bào đó đi, tế bào người đó đi. Cho nên là chúng ta cũng đừng lo gì vấn đề về gọi là đột biến gen được lưu vào bên trong nha. Đấy, cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là adenovirus thì không làm tương tự ý tưởng giống hệt như mRNA vaccine. Nhưng mà vector vaccine nó sử dụng adenovirus thì bên trong này người ta vì adenovirus thì nó phải là một cái đoạn gen của nó là đoạn DNA. Cho nên người ta sẽ làm một cái đoạn, ta chọn cái đoạn DNA của gì ạ? Mã hóa cho protein S. Đấy, cái đoạn này. Sau đó ta cài vào bên trong cái khung của adenovirus. Cái adenovirus này có một đặc điểm là người ta đã loại bỏ khả năng nhân lên của adenovirus. Trên khi tiêm vào người nó không gây ra bệnh. Virus muốn gây ra bệnh phải nhân lên để tạo ra virus mới và nhân tiếp tục xâm nhập tế bào, nhân lên tạo ra virus mới. Nhưng mà đối với virus, với cái vector virus này thì mất cái khả năng nhân lên. Đồng thời nó sử dụng các cái cơ chế của, nó sử dụng các cái cơ chế bám vào tế bào và bơm vào giống như cái cơ chế gây bệnh của adenovirus thông thường. Thì đây người ta gọi là vector virus. Thì vector virus cho đến phút vector vaccine, vaccine vector cho đến phút này thì có khá nhiều, nhưng mà ở đây tôi sẽ lấy ra ba loại đã rất nổi tiếng. Thì loại thứ nhất đó là AstraZeneca, nó gọi là ChAdOx1. Thì đây là cái sử dụng cái gì ạ? Adenovirus mà của con chimpanzee, tức là con đời ươi, đúng không ạ? Oxford. Đấy, thì cái tên của họ là như vậy thôi, đúng không ạ? Và họ bên này cái con virus này thì cái vector virus này thì họ sẽ vector virus đấy được dùng làm cái virus làm vector này thì họ bơm vào đó, họ đưa vào đó một cái đoạn gen của protein S. Cái nhóm thứ hai là Sputnik V. Sputnik V của Nga thì nó lại rất hay, nó sử dụng hai loại adenovirus, adenovirus 26 của người gây bệnh trên người và adenovirus 5 gây bệnh trên người. Trong đó mũi 1 là mũi 26 và mũi 2 là mũi 5. Thế thì khi được hỏi là tại sao người ta lại dùng chimpanzee, tức là đời ươi mà không dùng người, thì các nhà khoa học của Oxford trả lời rằng là bởi vì nó gây bệnh trên đời ươi cho nên nó không gây bệnh trên người. Cho nên người chưa bị nhiễm con này từ trước và do đó không có kháng thể kháng lại cái vaccine virus, cái vector virus này. Và khi không có lại tiêm vào thì cái virus đấy nó được tồn tại và nó có thể tham gia gắn được vào tế bào, bơm được cái DNA vào bên trong tế bào và lúc đó mới làm được cái quá trình. Thế như vậy người ta rất sợ là đã từng nhiễm một cái adenovirus trước đó, kháng thể có thể tiêu diệt. Thì người Nga người ta lựa chọn hai cái kháng thể, hai cái adenovirus. Tại sao lại vậy? Thì người ta đã lựa chọn là adenovirus 26 và adenovirus 5 là hai cái loại ít, tức là ít phổ biến gây bệnh người, nhưng mà hiện tại cho giờ là ít thấy, hiếm. Thế cho nên là, và trong đó thì adenovirus 26 thì hiếm hơn cái loại adenovirus 5. Thế cho nên là người ta sẽ tiêm cái này vào trước. Và người ta lý luận là bởi vì tiêm vào rồi thì cơ thể sẽ có kháng thể, cho nên nếu cũng dùng lại adenovirus 26 tiêm lại lần thứ hai thì có thể kháng thể, bởi vì chúng ta chưa biết là thời gian nào cái lượng kháng thể đó nó đi xuống trạng thái resting, trạng thái nghỉ. Chưa biết là tiêm thế nào là quá sớm, tiêm thế nào là quá muộn. Cho nên người ta, đối với người Nga, người ta mặc định là 3 tuần là đủ để cho tạo ra miễn dịch và có thể tạo thêm một cái lần cái booster nữa vào
vào đối với tế bào để mà tạo đối với cả protein S. Nhưng mà lần này người ta cẩn thận hơn là người ta cho vào bên ngoài, bên trong một cái con adenovirus khác với con trước. Do đó cái hệ thống miễn dịch nếu đã tạo ra kháng thể kháng adenovirus 26 sẽ không tấn công vào cái xe chở gen, xe chở cái xe tôi gọi là cái xe chở DNA lần thứ hai, và do cái lượng virus nào được bảo toàn. Và J&J thì sử dụng adenovirus 26 trên người. Thì đấy là những cái thông tin chúng tôi tạm có. Thì ở đây chúng tôi sẽ thấy là sau này thì rất nhiều các cái lý giải về các cái hiện tượng về ấy ra, hiện tượng về sử dụng vaccine sau này nó liên quan đến việc kháng thể đã tấn công vào adenovirus vector, cái vector và là mất hiệu quả vaccine. Thì ở đây chúng tôi xin qua một chút là đây chúng ta trên hình bên này, cái hình góc bên trái này, chúng ta có một cái vector vaccine. Cái vector vaccine này bên trong này có một cái chuỗi ADN, đúng không ạ? Khi nó tiếp xạ, nó tiếp được tiêm vào thì nó sẽ gắn vào trong tế bào và bằng cơ chế của bình thường gây bệnh của adenovirus, nhưng mà lúc này nó bị tước bỏ cái khả năng nhân lên của virus rồi, thì nó sẽ bơm cái đoạn ADN này vào bên trong tế bào người. Và khi ADN vào bên trong tế bào người rồi thì nó đối với cả các ADN thì nó sẽ chui vào trong nhân tế bào, và từ đó nó sẽ tạo ra các mRNA. Nó tạo ra mRNA của cái đoạn S protein. Sau đó mRNA của đoạn S protein đến các cái gì ạ? Đến các ribosome để chúng ta tạo ra các cái kháng thể. Thì ở đây chúng ta thấy là bắt đầu cái kháng thể, các cái kháng nguyên protein S. Lúc này là tạo ra protein S, và protein S lúc này mọc bên trên bề mặt tế bào người. Dùng ngay chính tế bào người để làm vaccine và để kích thích hệ thống miễn dịch, và sau đó thì hệ thống miễn dịch sẽ tiến tới tạo ra các kháng thể để tấn công vào các cái protein S này. Đồng thời giống như cái hình lúc nãy tiến sĩ Thái đã vẽ đấy, thì đi qua một loạt các hệ thống rồi nó sẽ đưa đến CD8 để CD8 tiêu hủy trực tiếp, hoặc là các kháng thể này với hiện tượng opsonin hóa hoặc là kích thể bổ thể, nó cũng sẽ tiêu hủy luôn cái tế bào đã bị bơm gen này vào. Cho nên chúng ta cũng không lo gì cái đến cái vấn đề gọi là cái gen này nó bị thay đổi gen, biến đổi gen. Mặc dù tôi nói luôn là hiện tại là gen của chúng ta, nhưng gen con người chúng ta là cũng có rất nhiều các cái đột biến lấy từ các loại retrovirus vào trong người chúng ta rồi. Và sau đó xong thì khi mà virus lần này virus thật sự thâm nhập vào, thì lúc này đang định xâm nhập vào tế bào, thì lúc này các kháng thể đã xông tới và tiêu diệt cái con virus này. Thì đây là cái ý tưởng và cái sơ đồ giản lược hóa cái cách mà cái cách mà từ vaccine tạo ra cái kháng thể và tiêu diệt virus. Thế thì cái nào cũng thế, người ta sẽ phải vaccine, thì sau khi tạo ra một cái vaccine thì người ta phải đánh giá xem là gì, nó an toàn hay không và nó hiệu quả ra sao. Thì đây là một cái nghiên cứu đầu tiên lấy số liệu. Lúc nãy thì cũng có cái bài viết tay của tiến sĩ Thái, thì ở đây tôi mô tả kỹ lại một chút thôi ạ. Thì ở đây người ta tiến hành so sánh mù đôi. Đó, anh tiêm vào, anh không biết là tiêm cái gì, tiêm từ ngày 0 và ngày 28. Đánh giá là ngày 14 sau mũi thứ hai, đúng không ạ? Thì chúng ta sử dụng hai cái để so sánh, đó là cái AstraZeneca và vaccine não mô cầu. Đây là một cái tư duy rất hay của các nhà làm khoa học ở Oxford, bởi vì so với Moderna hay là Pfizer, người ta so với nước cắt, thì ở đây người ta so với não mô cầu. Và chính vì vậy người ta khẳng định được các cái biến chứng nó như thế nào, bởi vì não mô cầu là một cái vaccine đã được sử dụng trước đó và đã được chấp nhận và đã đủ cái thời gian rất dài để theo dõi biến chứng, cho nên là cái này là người ta dùng cái đó để theo dõi. Và cái hay nữa của phương pháp này là người ta sử dụng RT-PCR để khẳng định anh có nhiễm hay không, mà không chỉ đơn thuần sử dụng vào lâm sàng. Như vậy đối với Pfizer và đối với Pfizer và đối với Moderna thì người ta đánh giá hiệu quả của vaccine dựa vào gì ạ? Dựa vào lâm sàng là chủ yếu, đúng không ạ? Còn đối với AstraZeneca thì người ta sử dụng vào PCR. Và nó đưa ra một cái tỷ lệ là PCR dương tính nhưng không hề có triệu chứng lâm sàng. Nó cũng rất hay. Thì giai đoạn đầu của người ta làm ấy thì có 11.636 người tham gia. Trong đó là ở Brazil có 4.007. Ở Anh có 1.548 người. Brazil thì người ta tiêm là một mũi đầu một liều và 28 ngày sau là tiêm một liều đơn. Vậy là hai liều đơn
cách nhau 28 ngày. Còn ở Anh ấy thì do một trong việc đo lường thì đã có 2.741 người được một nửa liều. Sau này người ta phát hiện được thì người ta dừng lại được, cho nên nó tự nhiên tách ra, vô tình tách ra thành một nhóm 2.741 người được tiêm cái liều đầu tiên có một nửa thôi, nửa liều đơn, và 28 ngày sau mới được tiêm một liều đơn. Xin lỗi anh Thịnh một chút, là thời gian cũng khá nhiều, tôi cố gắng những nghiên cứu mà thầy Thái đã trình bày rồi thì thầy Thịnh cố gắng tập trung vào vấn đề an toàn kháng sinh để tiêm vaccine. Cảm ơn. Kết quả thì người ta thấy một cái điều vô cùng ngạc nhiên là nếu tiêm 1-1 thì tỷ lệ là 62,1%, mà tiêm một nửa trước sau đó tiêm một sau thì lên đến 90%, và chung cuộc thì có 70%. Thì cái này là gây một cái choáng váng đối với cả AstraZeneca, bởi vì người ta cho rằng là tiêm 1-1 nó phải hiệu quả hơn. Tại sao tiêm nửa liều sau đó tiêm một? Thế ra thì sau này người ta được giải thích rằng là người ta cho rằng là nhiều khả năng cái kháng thể của lần tiêm thứ nhất mà đối với kháng thể kháng cái vector virus của lần tiêm thứ nhất vẫn còn tồn tại, cho nên khi anh tiêm 1-1 thì cái lượng kháng thể nó cao, cho nên khi tiêm lần thứ hai vào thì nó không có khả năng booster, nó bị tiêu diệt hết, nó không có khả năng booster. Nhưng trong khi đó thì cái kiểu tiêm một nửa và một thì nó booster rất tốt và lên đến 90%. Ngoài ra, tuy nhiên nó có một cái cũng rất hay ở đây là không hề có ca nào tiêm vaccine nhập viện so với 10 ca đã bắt buộc phải nhập viện do tiêm nhiễm chứng, và 175 phản ứng có phản ứng mạnh sau tiêm trên 168 người, trong đó thì có 84 ở nhóm sử dụng vaccine, còn 91 ở nhóm chứng. Chính vì vậy mà với cái kết quả này thì AstraZeneca được tiến hành tiêm ồ ạt. Sau khi tiêm ồ ạt xong thì từ tháng 23 tháng 4 năm 2020 cho đến 6 tháng 12 năm 2020 thì người ta tập hợp tiếp số liệu, người ta so sánh tiếp. Lúc này có 24.000 mẫu được tiêm thì người ta thấy hiệu quả chung là được 66,7%. Đấy, tỷ lệ tai biến cũng tương tự, không có sự khác biệt nhiều giữa nhóm sử dụng AstraZeneca và nhóm chứng, đúng không ạ? Và tử vong thì có 2 ca của AstraZeneca và 5 ca trong đó thì có cả những ca không liên quan đến vaccine, và có cả những ca do COVID đã bị nhiễm trước đó, không kịp phát hiện. Cũng trong nghiên cứu này người ta thấy rất hay là nếu như chúng ta tiêm một mũi thôi thì sau 90 ngày hiệu quả vẫn đạt được 76%. Tức là sau 3 tháng chúng ta vẫn đạt hiệu quả 76%. Đúng không ạ? Và lượng kháng thể duy trì, và đo cái lượng kháng thể thì cũng duy trì cao ổn định trong 90 ngày. Nó không hề có sự sụt giảm quá nhiều, nó chỉ giảm chút chút thôi. Như vậy cái hiệu quả của một mũi đạt được rất cao, và chính vì vậy dựa trên cái nghiên cứu này, nước Anh người ta làm sao? Ồ ạt người ta chuyển sang gì? Tiêm hai mũi thành tiêm tối thiểu là gì? Giãn cách 12 tuần. Đấy, để làm sao để cho cái mũi đầu tiên ấy được toàn dân người ta được hưởng. Cái thứ hai nữa là nếu mà so sánh giữa hai mũi tiêm thì cái nhóm mà nhỏ hơn 6 tuần ấy chỉ có 55,1% hiệu quả, nhưng nếu mà giãn cách trên 12 tuần thì 81,3%. Chính vì vậy mà nước Anh là một nước mà người ta bỏ cái 28 ngày sau tiêm mà người ta chuyển sang là 12 tuần sau người ta mới tiêm. Đấy, thế thì chúng ta sang cái phần đấy là cái tính về hiệu quả và an toàn của vaccine. Thì bây giờ chúng ta sang cái an toàn là một cái mà chỉ đưa vào sử dụng mới có thể phát hiện ra. Thì tôi đang muốn nói đến cái biến chứng giảm tiểu cầu huyết khối, hoặc là huyết khối giảm tiểu cầu miễn dịch do nguyên nhân miễn dịch do vaccine. Thì đầu tháng 3 thì một số ca bệnh xuất hiện cái huyết khối này. Thì lúc này EMA là bắt đầu nhảy vào tham gia và ghi nhận. Thì họ thấy tỷ lệ rất thấp, khoảng 4 đến 6 ca trên 1 triệu mũi tiêm. Tây Ban Nha là 1 trên 1 triệu mũi tiêm, Anh thấp hơn rất nhiều, Anh tới có 5 ca trên 18 triệu mũi tiêm, đúng không ạ? Thế nhưng ở Đức thì tỷ lệ rất cao, tỷ lệ lên 1 trên 100.000 mũi tiêm. Đầu tháng 3 tỷ lệ Đức người ta gọi là tỷ lệ cao đột biến, trong các báo cáo gọi là cao đột biến, dùng từ cao đột biến vì gấp tới 13 lần so với các nước xung quanh nước Đức. Và hiện nay thì sau khi nước Đức tìm ra cái này và khẳng định nó có liên quan đến AstraZeneca thì nước Anh cũng lần lượt xem lại các cái file được đăng ký, kiểm tra lại thì người ta phát hiện cũng rất nhiều. Và hiện tại thì nước Đức cái tỷ lệ 1 trên 1 phần 100.000 này cũng chỉ còn gấp 2,5 lần so với nước Anh, chứ không phải 13 lần như trước nữa. Thì tại thời điểm này EMA vẫn tiếp tục khuyến cáo là gì? Quay lại sử dụng AstraZeneca 19 tháng 3 thì một loạt nước sử dụng lại. Thế nhưng đến 29 tháng 3 thì cái viện Polnareff
đã nghiên cứu ra 29, đã có 29, có 31 ca được báo cáo, trong đó có 11 ca trên 31 ca có giảm tiểu cầu, 9 trong số 11 trong 31 ca tử vong. Phụ nữ thì có 29 người và đàn ông thì có 2 người thôi. Và nước Đức tại thời điểm này dựa trên nghiên cứu sâu thì khuyến cáo là chỉ tiêm AstraZeneca cho người lớn hơn 60 tuổi. Đến ngày 1 tháng 4 thì Hội Huyết Khối và Nghiên cứu Đông Máu GTS của Đức cũng đưa ra là gì? Khẳng định đưa ra cái hướng dẫn là nhiều khả năng là tắc mạch với gì AstraZeneca xảy ra từ 4 đến 16 ngày sau tiêm và thường là nghi ngờ đến các cái biến cố miễn dịch. Giáo sư Andras Granacher là của Đại học Greenwich thì nghiên cứu rất sâu kết hợp với các tác giả Bỉ, người ta đã làm luôn được cả một cái test gọi là test HIPAA, tức là test HIPAA cải tiến hay còn gọi là test gọi là kích hoạt tiểu cầu bằng heparin, nhưng bây giờ người ta không dùng heparin nữa, người ta dùng vaccine. Thì người ta cải tiến để người ta xem là nó có gây ra không, thì cái test HIPAA cải tiến này mới có khả năng xin lỗi đi ạ. Alo. Trong lúc chờ Vạn Thịnh quay lại thì có những câu hỏi của các bạn đang xem trực tiếp, thì có những câu Vạn Thịnh đã trả lời, thầy Thịnh đã trả lời, như là vaccine bao lâu có kháng thể bảo vệ, vaccine bảo vệ được thời gian bao lâu và tỷ lệ bảo vệ là bao nhiêu. Xin các bạn chú ý theo dõi trên chương trình, và nếu mà chưa kịp xem thì chúng ta có thể xem lại trên fanpage cũng như là trên YouTube của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Mời thầy Thịnh tiếp tục ạ. Và chắc thầy Thịnh đang có ca cấp cứu, tôi thấy thầy phải di chuyển khỏi phòng hướng dẫn. Xin lỗi các anh chị là có cần hỏi ý kiến thì chúng tôi đang làm. Thế thì ở đây ý, thì cái này ngoài việc đã tạo ra được một cái test có khả năng để xác định được cái vấn đề liên quan đến vaccine, tức là cái huyết khối tăng lên với vaccine, thì ông ấy cũng đề ra được một cái cơ chế gây bệnh của nó. Thì đăng trên tạp chí cái New England Journal of Medicine đó, thì kết luận là tiêm vaccine AstraZeneca có thể dẫn tới sự phát triển bệnh lý hiếm gặp, gây giảm tiểu cầu, tắc mạch thông qua cái kháng thể hoạt hóa tiểu cầu chống lại PF4, và tương tự như bệnh tự miễn giảm tiểu cầu gây ra bởi heparin, HIT đấy, HIT đấy, chúng ta hay gọi là HIT đấy. Thế thì cái khuyến cáo của ông đưa ra như sau là khi có protein S hiện diện trong cơ thể, protein S đây thì nó sẽ kích hoạt tiểu cầu, đúng không ạ? Sẽ kích hoạt tiểu cầu và lúc này tiểu cầu sẽ PF4 được giải phóng, thì nó kết hợp với các cái này là polyanion glycopeptide, thì nó sẽ tạo, khi hai cái tiểu cầu kết hợp cái polyanion này, cái polyanion này thưa các anh chị là chúng ta có thể thay nó bằng heparin, cho nên nếu heparin vào mà nó lại khởi động cái này thì chúng ta sẽ có thể gây ra được một cái phức hợp. Chúng ta có cái phức hợp kết hợp giữa polyanion glycopeptide này với PF4 thì nó sẽ thay đổi cấu trúc và tạo ra một cái khả năng, tạo ra một cái kháng thể, tạo ra một cái tính kháng nguyên, và tế bào B sẽ tạo ra cái kháng thể để chống nó. Sau khi tế bào B tạo ra cái kháng thể chống nó thì nó kết hợp với cái phức hợp trên lại, thì cái phức hợp này nó sẽ kích hoạt tiểu cầu và gây dính tiểu cầu và từ đó gây ra đông máu. Thì đấy là cái đề xuất của các tác giả Đức để đưa ra. Cũng dựa trên cái đề xuất này thì ông ấy trước đấy thì ông đặt tên là VIPIT, sau đó ông đổi tên là VITT, đúng không ạ? Và ông đưa ra protocol như sau, tức là tiêm từ 4 đến 16 ngày thì nếu mà có giảm tiểu cầu hoặc khẳng định có huyết khối và hoặc nhé, lúc này là và hoặc nhé, thì làm test sàng lọc HIT, tìm phức hợp kháng thể PF4 và heparin, đúng không ạ? Nếu âm tính thì chúng ta có thể bỏ qua dùng chống đông. Ở đây ý, thì trong cái này thì người ta thích sử dụng ELISA bởi vì nó có hiệu năng chính xác cao hơn cái việc PF4 heparin thông thường đo bằng độ đục. Thì sau đó xong ấy, nếu mà làm đưa xuống đây, người ta sẽ làm một cái test HIPAA thông thường. Nếu dương tính thì người ta nghi ngờ là HIT, và khi đã nghi ngờ HIT thì người ta không cho dùng heparin và điều trị HIT. Nhưng nếu mà âm tính thì người ta sẽ làm HIPAA cải tiến, và khi làm HIPAA cải tiến thì người ta sẽ khẳng định VITT và lúc này người ta sẽ điều trị. Còn nếu âm tính thì người ta sẽ có thể cho phép dùng chống đông,
và điều trị theo cái tùy theo nguyên nhân. Thì lúc đó thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì, là ở châu Âu thì có 62 ca thôi, nhưng mà Anh lúc đầu có 4-5 ca. Thì đột ngột là sau khi người Đức tìm ra và đưa ra được cơ chế, đề xuất ra được cơ chế và đưa ra được cả cái test để khẳng định, thì lập tức là ở Anh cũng đột ngột xuất hiện các cái ca này tăng vọt lên đến 44 ca. Đấy, tăng vọt lên 44 ca. Và số ca, có một điều đặc biệt là sau khi đã hiểu rõ vấn đề này thì không thấy báo cáo về các ca tử vong nữa, mà chỉ thấy các cái số ca so tiêm AstraZeneca lên thì bị huyết khối. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thì nhiều khả năng cho rằng là trong giai đoạn đầu khi tiếp xúc với cái bệnh chưa biết này, các bác sĩ lâm sàng đã phản ứng bằng cách là thấy tiểu cầu dạ thì chúng ta chuyển tiểu cầu, mà thấy huyết khối, D-dimer tăng cao thì chúng ta dùng heparin. Và cả hai cái này đã làm cho tình trạng của bệnh nhân nặng thêm và dẫn đến tử vong. Thậm chí nó tiêu thụ heparin nhiều quá, nó mất hết cả cái lượng tiểu cầu giảm thấp quá, thì nó dẫn ra xuất huyết ở xung quanh, có rất nhiều trường hợp xuất não tử vong. Đấy, thì chính vì vậy mà gì, mà đứng trước cái vấn đề này thì một loạt nước châu Âu sợ quá, thì Đức tuyên bố là không cho tiêm dưới 60 tuổi, Pháp 55 tuổi, Úc thì là gì ạ? Úc ở rất xa nhưng mà cũng lợi dụng nghiên cứu và dưới 50 tuổi. Còn ở Anh thì người ta quyết định là chỉ dưới 30 tuổi thôi, vì người ta ở một cái nơi mà người ta đang hưởng lợi rất lớn từ vaccine, cho nên người ta cũng chần chừ. Và khi người Đức người ta chứng minh được cái điều này thì người Anh đặt cái giới hạn là 30 tuổi. Chuyện chưa xong, chúng ta mới tưởng có AstraZeneca, mọi người đang đổ hết cho giai đoạn đó là do gì ạ? Do vaccine được làm từ cái loại vector virus của chimpanzee, nhưng cuối cùng ra thì là gì ạ? Là Janssen and Janssen, J&J của Janssen cũng báo cáo 6 ca đầu tiên. Và tại thời điểm đó thì nước Mỹ cũng cẩn thận hơn, thông qua cái sàng lọc của họ thì người ta phát hiện được có 3 ca trong 85 triệu liều của Moderna, đúng không? Không có Pfizer. Đấy, nước Mỹ dừng tiêm Janssen trong vòng 1 tuần và nghiên cứu, đúng không ạ? Tại thời điểm này châu Âu tiếp tục công bố 8 ca của J&J, 287 ca của AZ, 25 ca của Pfizer và 5 ca của Moderna. Đúng không ạ? Thì đây là châu Âu công bố, nhưng sau 1 tuần người Mỹ nghiên cứu, đặt lên đặt xuống, tính toán tất cả thứ thì tuyên bố là yêu cầu J&J ghi vào cảnh báo về huyết khối xoang tĩnh mạch não và không đặt ra giới hạn độ tuổi cho J&J tiếp tục tiêm trở lại như bình thường. Đây là cái tư duy theo tôi nghĩ là rất là gì ạ? Rất là thực dụng của người Mỹ. Thế thì sau đó xong thì ngày 9 tháng 4 tôi không nhớ chính xác ngày nào nữa, thì ISTS đưa ra một cái protocol rất là nhanh. Ở trong đó thì người ta yêu cầu như sau, tức là khi có triệu chứng xuất hiện trong vòng từ 2 đến 28 ngày. Một là các triệu chứng của gì ạ? Của huyết khối trong vòng từ 2 đến 28 ngày. Đúng không ạ? Sau khi tiêm Johnson này Johnson hoặc là AstraZeneca. Thì nếu chỉ có một trong hai thì chúng ta loại bỏ, chúng ta không đưa vào nghiên cứu. Nhưng nếu chúng ta có cả hai thì chúng ta phải tiến hành sàng lọc cho VITT. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải làm một loạt các cái chẩn đoán hình ảnh và làm các xét nghiệm, mà quan trọng nhất ở đây là công thức máu. Và xem là có cái để khẳng định xem là có cái huyết khối không và công thức máu. Nếu mà không có hình ảnh huyết khối hoặc là không có gì ạ, không có tiểu cầu thấp, tiểu cầu vẫn lớn hơn 150.000 thì người ta hủy và người ta không làm tiếp nữa. Nhưng nếu mà có tiểu cầu thấp và có hình ảnh huyết khối, tức là có cả hai, thì thưa các anh chị là chúng ta nhiều khả năng chúng ta đặt vào đây là có thể có VITT. Lúc này người ta sẽ làm loạt các cái xét nghiệm về đông máu, đúng không ạ? Xét nghiệm miễn dịch ở đây là để làm PF4, và hiện tại với cái tiêu chuẩn này người ta đánh giá cho tất cả các quốc gia, người ta làm cho tất cả quốc gia, cho nên người ta không đưa vào chẩn đoán xác định VITT. Người ta chỉ cần bảo là gì, về điều trị của ông HIT, tức là cái suất giảm tiểu cầu, cái tắc mạch giảm tiểu cầu do nguyên nhân do heparin, giảm tiểu cầu do heparin và VITT đều điều trị giống nhau về cơ bản, cho nên người ta không cần đi sâu đến việc chẩn đoán xác định, đúng không ạ? Và người ta làm sao ạ? Người ta khẳng định là có thể cái khối đó thì người ta đưa ra một loạt các cái điều trị sau này, đúng không ạ? Thì đây là cái mà protocol rất đơn giản và rất là rành mạch.
Và chúng ta có thể là gì, khi mà chúng ta tiến hành làm thì chúng ta sẽ thấy là gì, là chúng ta sẽ không được dùng heparin để chống độc, không chuyển tiểu cầu, chúng ta dùng steroid, dùng IVIG thay plasma exchange và chống đông không heparin. Chúng ta dùng tất cả các loại thuốc chống đông không heparin. Thì đây là cái protocol mà chúng ta đã xây dựng ra để đưa vào để làm cái tiếp cận cho cái VITT. Thì chúng tôi cũng nói luôn là Bộ Y tế vừa có một cái protocol mang tên là 1966, thì chắc là sẽ sửa lại để cho nó cập nhật hơn với các cái thông tin gần đây của chúng ta đã có. Thì ở đây khẳng định một điều là bản thân châu Âu khi chưa biết cách chẩn đoán và chưa xử lý thì chúng ta chẩn đoán chậm và chúng ta xử lý sai, dẫn đến là tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng khi chúng ta đã nắm rõ, hiểu biết hơn về vấn đề này thì cái không thấy các báo cáo về tử vong ở châu Âu nữa. Các bạn có thể nói là do gì ạ? Do châu Âu giảm sử dụng AstraZeneca. Điều này đúng ở Đức, đúng ở các nước châu Âu, nhưng không đúng ở Anh, vì Anh trên 30 tuổi vẫn tiêm như bình thường. Và một điều nữa là gì, người Mỹ cho đến giờ phút này người ta vẫn cho phép sử dụng J&J một cách tự do. Cho nên là đối với tôi thì Việt Nam hiện tại chúng ta có một vaccine chủ lực duy nhất là AstraZeneca, thì chúng ta cần phải tiến hành tiêm nhanh và tiêm mạnh để đảm bảo là chúng ta có sớm có được cái miễn dịch cộng đồng để có thể là phòng chống dịch bệnh tốt hơn. Tôi xin hết ạ. Vâng, xin một tràng vỗ tay với cả bác sĩ Thịnh. Rất tuyệt vời. Tôi cũng được anh Thịnh đã nói về câu là chuyện này rất nhiều lần, nhưng mà hôm nay được nghe trình bày một cách tường minh như thế, tôi nghĩ là tất cả các bác sĩ chúng ta đều rất là trân trọng với cả sự nghiên cứu của anh Thịnh, mặc dù đây không phải là chuyên khoa của anh hàng ngày làm việc. Xin phép các thầy cô, anh chị, các bạn có ai có câu hỏi gì cho bác sĩ Thịnh cũng như là thầy Thái không ạ? Vâng, mời thầy Thái ạ. Vâng, trước nhất là xin cảm ơn bác sĩ Thịnh nói về cái khía cạnh đông máu của AstraZeneca một cách rất là chi tiết và đồng thời mang đến cái ứng dụng cụ thể cho việc chủng ngừa vaccine trong nước. Cái đó là một điều rất là quý giá. Tôi nhớ lại cái câu hỏi của thầy Hiếu lúc đầu là cái vấn đề là có thể lo ngại rằng là cái chủng virus COVID ở Việt Nam nó đột biến hay không, thì thực sự đây là cái câu hỏi nó cũng có cái liên hệ đến lại vaccine nữa, bởi vì khi người ta nhìn vào cái chủng đột biến của Anh thì người ta thấy rằng là một trong những cái lý do có thể là ở Anh thay vì chủng 2 lần người ta chỉ chủng có 1 lần phần lớn, và người ta nghĩ rằng là khi mình không đủ cái áp lực cho con virus để ngăn chặn nó mà chụp 1 lần thì mình tạo một cái môi trường để nó đi đến cái đột biến, mà cái đột biến của anh là một cái biểu hiện như vậy. Thì không biết bác sĩ Thịnh có cái kế hoạch nào mình chụp an toàn ở Việt Nam mà đồng thời tránh cho nó ra ra những cái đột biến như thầy Hiếu lưu tâm mới lúc đầu không ạ? Cảm ơn. Dạ, câu hỏi của tiến sĩ Thái Nguyễn Đức Thái quá hay và nó vượt quá tầm để có thể trả lời. Tuy nhiên đứng về vaccine thì chúng ta nên nhớ có một điều là với công nghệ vaccine mới là công nghệ của mRNA hoặc là công nghệ sử dụng vector vaccine, Victor. thì cái với cái công nghệ này ấy, thì nếu như chúng ta giải trình tự gen được của cái đoạn protein S bị đột biến thì chúng ta cũng sẽ có được vaccine phù hợp với nó luôn. Đúng không ạ? Khi chúng ta sequencing ra được cái đoạn protein S bị đột biến, giống như bài của tiến sĩ nói rất rõ là điểm nào bao nhiêu điểm trên đó, thì nếu cứ đột biến đó thì người ta lại lấy cắt nguyên cái đoạn đó, người ta chuyển vào trong cái gen, người ta sẽ biến thành mRNA của nó hoặc là DNA của nó để mà tạo ra một cái vaccine mới, và tốc độ làm cái này rất nhanh. Thì vấn đề chỗ là cần có một cái cơ chế giống như flu vaccine để có thể giúp cho các cái vaccine mới này được thông qua một cách nhanh nhất và đem vào sử dụng sớm. Vâng, tôi cũng bổ sung thêm cho thầy Thái là hiện nay tất cả nhân viên y tế là những đối tượng được ưu tiên tiêm đợt 1 vaccine AstraZeneca đều đã được có lịch hẹn lại tiêm nhắc lại lần 2, và thông thường là sẽ là sau 4 tuần. Vâng, cảm ơn thầy Thái. Vâng. Anh Hiếu ạ, riêng cái việc tiêm lại sau 4 tuần ấy thì em nghĩ là
Hiện nay là quy định của là bộ cá nhân đúng em nghĩ là hiện và tại. đúng rồi sau Không ạ, bài lúc báo đầu là lúc đầu là 12 tuần ạ. vâng Giấy của em tiêm là 12 tuần ạ. vâng thì hiện nay Giấy của em tiêm là là hiện nay là đều có muốn nhắc lại, nhưng chắc là chúng ta liên quan đến cái đã sử dụng của vaccine chúng ta. Hiện nay anh Thịnh là tiêm được mấy hôm rồi? em tiêm được 28 ngày rồi. Vâng, thì tiêm được 28 Với em ngày nghĩ là thì nếu mà với cái này ấy, mình sẽ giải ra, thay vì tiêm lại người ta giải ra cho một người khác nữa thì cái khả năng phủ nó tốt hơn ạ. Khả năng phủ, cái diện phủ nó tốt hơn. Nhiều nhân viên y tế được tiêm nhiều. vâng, cái này lại cũng phải lại quá tầm, cũng lại phải đề xuất. Vâng, cảm ơn anh Thịnh. Chúng ta cũng có rất nhiều có rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên là vì thời lượng chương trình có hạn, ngày hôm nay chúng ta lại còn có một bài báo cáo của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng rất là thú vị. Chính vì vậy thì tôi đề nghị là thầy Thái, thầy Thịnh chịu khó vào fanpage của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và trả lời giúp cho những câu hỏi của các bạn đã post ở trong cái phần comment. Các bạn cũng vẫn tiếp tục được post và chúc các thầy sẽ có rất là vui vẻ để trả lời cho các bạn. Và một lần nữa cảm ơn hai speaker và cũng rất mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trực tiếp để tiếp tục phát triển các cái chương trình đào tạo khám chữa bệnh từ xa. Xin một tràng pháo tay của tất cả người tham dự cho hai báo cáo viên. Xin cảm ơn thầy. Vâng. Dạ cảm ơn. Vâng. Cảm ơn tiến sĩ Thái. Tiếp tiếp theo chương trình là tôi xin phép được